Bấm chào mẹ đi. Con chào mẹ ạ. Chào con gái yêu. Anh về nhá. Quê. Anh làm cái gì đấy? Sau lúc anh ta ôm em không bỏ bỏ ra. Chị nói đi, tôi là gì của chị? Còn mỗi một câu mà hỏi mãi không biết chán à? Tụi mình, tôi lên nhà chưa? Tôi nhắc lại với cậu là hôm nay tôi khó ở, đừng có gây sự với tôi nữa đấy nhá. Chỉ một câu nói là tôi sắp được làm bố rồi mà chị cũng không nói được là sao? Có một chuyện hơi tế nhị, chuyện về tờ vé số ấy ạ. Tôi hy vọng chuyện này là chuyện riêng giữa tôi và anh, mà hình như bên anh cũng có bảo mật về danh tính của khách hàng có đúng không ạ? Tôi trúng số, tôi không công bố rộng rãi, nên tôi hy vọng anh cũng đừng nói chuyện này cho ai biết.